Theo giấy tờ, toàn bộ khu đất của nhà ông Nguyễn Ngọc Kỳ trước đây rộng hơn 63m². Sau khi mở đường, với phần diện tích còn lại, ông Kỳ xây dựng căn nhà để ở 8m². Cách đó không xa, phần đất 1m² được ông dùng làm nơi chứa đồ. Việc không đạt được thỏa thuận đền bù với chủ đầu tư là công ty MCG khiến gia đình ông Kỳ vẫn bám trụ ở cái ngõ 102 Trường Chinh này, dù thừa nhận có rất nhiều bất tiện trong cuộc sống. Bây giờ chú đang muốn nói là bây giờ các cơ quan giúp chú làm nào để tìm ra cái sự minh bạch trong cái chuyện xác định của nguồn gốc đất, trong cái việc mà cung cấp cái hồ sơ về cái quyền lợi của chú từ cái công ty này. Mà vấn đề là phải giải quyết công bằng trước pháp luật, không làm mà nó phải rõ ràng. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai cho biết, đất còn lại kia của ông Kỳ thuộc phần diện tích đất chung của chung cư 102 Trường Chinh. Hiện tại, hai bên đang có khiếu kiện tại tòa. Tích đất này thì sau khi giải phóng bằng thì nằm trong cái diện tích đất của công ty MCG hiện tại bây giờ. Thì chính vì lý do là còn tồn tại nên thành ra là giữa chủ nhà là bác Nguyễn Ngọc Kỳ thì bác đang có ý kiến đến gửi đến tòa án. Thì Ủy ban phường cũng đã có cùng với cả các quan chức năng, cùng với cả các đoàn thể chính trị xã hội phường mời bác Kỳ, mời công ty ra để làm sao mà hai bên có tiếng nói chung. Để là vừa nhất là vừa được cho công ty và thứ hai cũng vừa được cho bác Kỳ đảm bảo an sinh cho cuộc sống của bác. Nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, siêu méo từ lâu đã là một thực trạng nhức nhối gây mất mỹ quan đô thị ở Hà Nội. Tiếc là dù nhiều quyết tâm để xóa bỏ nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn. Đoạn đường mới mở ở phố Pháo Đài Láng cũng vậy. Dù siêu mỏng nhưng căn nhà này có tới 2 cửa, 2 mặt tiền. Dù chính quyền cũng đã tuyên truyền để vận động người dân ở đây dồn ghép thửa đất, nhưng hơn 1 năm đã qua kể từ khi con đường đưa vào khai thác, ngôi nhà đến hôm nay vẫn hiện hữu. Thực tế, sau mỗi con đường mới mở, sẽ lại có thêm vài căn nhà siêu mỏng, siêu nhỏ. Dù thành phố cũng khuyến khích các chủ hộ hợp thửa, hợp khối, nhưng để thực hiện tốt giải pháp này, chính quyền cơ sở cần phải được phát huy vai trò của mình khi tuyên truyền vận động. Việc hợp khối đấy là có nhiều chủ đầu tư khác nhau, thì dẫn đến là như vậy là cái sự liên thông và cái giải quyết quyền lợi của các chủ đầu tư nó cũng sẽ có những cái vấn đề. Thì nó phải có cái sự thỏa thuận giữa các khu vực, giữa các nhà đầu tư để đảm bảo được là như vậy là không chỉ có công năng sử dụng mà còn kể cả cái hình thức kiến trúc nữa cho phù hợp. Trong quy chuẩn Việt Nam để được cấp phép xây dựng với các khu quy hoạch mới phải đảm bảo diện tích lô đất tối thiểu là 36m². Ở các khu đô thị cũ, diện tích tối thiểu là 25m². Tuy nhiên thì nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, siêu méo vẫn xuất hiện và được xem là hiện tượng tất yếu sau mỗi con đường mới bởi việc mở đường dựa trên cơ sở nền của các thửa đất được công nhận từ hàng chục năm về trước. Việc tách dự án mở đường với dự án thiết kế đô thị cũng khiến cho tổng thể dự án sau mở đường không có sự ăn nhập. Hay nói cách khác là không gian đô thị sau mỗi lần mở đường đã không được tính toán và xem xét tới.